Xin chào các bạn đến với kênh MC Donien Podcast, mong rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với chúng ta. đã trải qua một tuần lễ bận khai thuế cho cuối năm vừa qua. Hôm nay mình rất thèm ăn món chả giò. Thế là nhà mình bốc mùi chiên chả giò. Mình nghĩ rằng nếu ai đang đói bụng sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng vừa mở cửa vào nhà thì hửi được mùi chả giò này thì chắc họ không kèm được lòng ham ăn. Đây là cách làm chả giò trên lý thuyết. Nhưng mình làm chả giò theo nguyên liệu mà mình đang có tại nhà. Món ăn thân thuộc của bao thế hệ người Việt Nam, đó là chả giò. Chả giò là món ăn quá đổi thân thuộc của người Việt Nam. Cách làm chả giò rất phong phú và mang bản sắc vùng miền. Có nghĩa là tùy theo mỗi miền thì nguyên liệu để cuốn chả giò sẽ khác nhau ví dụ điển hình là mình ở na uy thì mình dùng những nguyên liệu để chế biến ra những cuốn chả giò khác hơn những cuốn chả giò từ việt nam hay nói một cách khác là mình cuốn chả giò với những nguyên liệu hợp theo khẩu vị của mỗi người người miền bắc việt nam họ thích ăn nhân phía bên trong chả giò làm bằng thịt lợn nhiều rau củ vỏ bên ngoài chả giò được cuốn bằng bánh tráng mỏng hoặc vỏ bên ngoài chả giò được cuốn bằng nem rế người miền Bắc Việt Nam, họ gọi chả giò là nem. Còn người miền Nam, họ làm nhân chả giò, có trộn thêm các loại hải sản, khoai môn, và vỏ bên ngoài chả giò, được cuốn bằng bánh tráng tía. Nước chấm của chả giò, thì người miền Nam Việt Nam, thường pha chế nước chấm của chả giò ngọt hơn, cay hơn một chút. Có nhiều vùng ở Việt Nam, họ còn làm sốt chấm chả giò thuộc vào dạng nước chấm sệt. Khi chả giò được tráng lên, và được bày lên đĩa chả giò có màu vàng hấp dẫn lớp vỏ chả giò giòn và mùi thơm từ phần nhân của chả giò sẽ đem lại cảm giác lôi cuốn đến mọi người ai nấy đều muốn được thưởng thức ngay món ăn này nếu bạn là người sành ăn hẳn là bạn đã từng thưởng thức nhiều loại chả giò khác nhau nhưng cũng sẽ không tránh khỏi những lần bạn ăn chả giò mà bạn cảm thấy không vừa miệng để khắc phục tình trạng này thì tại sao bạn không tự tay làm món chả giò nhỉ? Nếu bạn muốn làm món chả giò chuẩn vị và thưởng thức ngay tại nhà thì bài viết sau đây mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn bạn cách làm chả giò đơn giản, dễ thực hiện nhé. Cách làm chả giò. Khi cuốn chả giò thì phần nhân chính yếu là phần thịt kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như rau củ để món ăn được ngon hơn. Khi ăn chả giò, bạn không bị ngán thịt heo cùng với tôm cà rốt nấm hành tây củ đậu miếng là loại nhân chả giò phổ biến nhất vì những nguyên liệu này dễ kiếm và hợp túi tiền của mọi người dân việt nam ở nhà mình không có dự trữ tôm trong tủ đá cho nên mình làm nhân của chả giò không có tôm không có giá không có nấm hương không có hành lá và mình không có dùng hạt nêm hay bột ngọt ở bên na uy không có bán củ sắn nên mình thay thế củ sắn bằng củ cải trắng Chuẩn bị, 1 giờ Chiên, 30 phút Tổng thời gian, 1 giờ 30 phút Bữa ăn, món chính Đặc sản, Việt Nam Cây góp, chả giò Khẩu phần, 6 người Caloric, 295 kcal Nguyên liệu 25-30 cái bánh tráng hay vỏ nem rế hay bánh tráng tía. 250 đến 300 ml dầu ăn. Nguyên liệu: làm nhân chả giò. 300 g thịt vai băm. 100 g tôm tươi. 2 củ cà rốt. 1 củ hành tây. 100 g giá. 1 phần 2 củ đậu, hay su hào, hay củ cải trắng. 100 g miếng dong. 50 g một nhĩ. 50 g nấm hương. 3 nhánh hành lá 2. 3 quả trứng 1 thì cà phê hạt nêm, hay bột ngọt 1 phần 2 thì cà phê tiêu chanh, hay đen xay Nguyên liệu pha nước chấm 2 thì canh nước mắm 2 thì canh đường trắng 2 thì canh giấm 10 thì canh nước ấm 1 thì canh tỏi băm 1, 2 quả ớt băm 1 phần 2 thì cà phê tiêu đen xay Hướng dẫn Bước 1. Sơ chế nguyên liệu cuốn chả giò một Chọn phần nạc vai heo loại ngon, rửa sạch rồi băm nhuyễn 2. Tôm tươi bóc vỏ, loại bỏ phần đầu, đuôi, sống lưng rồi rửa sạch Sau đó, băm nhỏ tôm rồi ướp một chút muối, để tôm sống không bị ương 3. Miếng dông, một nhĩ, nấm hương, rửa sạch rồi ngâm mềm 4. Thái nhỏ phần một nhĩ và nấm hương Miếng dông thái dài chừng 2cm. 5. Cà rốt, củ đậu rửa sạch, lột vỏ, rồi thái sợi. Giá rửa sạch, để ráo nước. 6. Hành tây, hành lá, sau khi lột vỏ cắt rễ, rửa sạch, thì thái nhỏ cỡ hạt đậu. Giá thì chỉ dùng tay vò 2, 3 lần. Bước 2. Trộn, và ướp nguyên liệu cuốn chả giò. 1. Cho tất cả các nguyên liệu thịt, rau, củ, đã cắt nhỏ, cho vào trong âu trộn. 2. Thêm các loại gia vị, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, vào âu nhân chả giò. 3. Đập hai quả trứng vào âu nhân chả giò. 4. Trộn đều hỗn hợp lên bằng đũa, hoặc bằng tay, khi đeo găng tay ni lon. Nếu thấy nhân còn rời rạc, hay khô, thì thêm một quả trứng nữa. 5. Sau khi trộn xong, để phần nhân nghỉ, khoảng 5-10 phút, để cho nhân chả giò ngấm gia vị. Bước 3. Cuốn chả giò 1. Múc khoảng 1,5 thì canh, nhân chả giò đã trộn, vào vỏ nem rế, hoặc bánh tráng tía, rồi cuộn lại thành miếng chả giò. 2. Tiếp tục cuốn những chiếc chả giò, đến khi hết phần nhân chả giò trong Âu. Bước 4. Tráng chả giò, và hoàn thành 1. Đặt chảo lên bếp, và đổ dầu ăn từ từ vào chảo, sao cho lượng dầu ăn, ngập ít nhất nửa cái chả giò, khi chiên chả giò hai khi dầu ăn đã nóng, dùng đũa gấp từng chiếc chả giò vào chảo. ba rán chả giò lần đầu, tới khi lớp vỏ có màu vàng nhạt, thì gấp ra để nguội. bốn rán lần thứ hai, đến khi chả giò có màu vàng nâu, khi gấp chả giò lên có cảm giác chả giò giòn giòn. bước năm pha nước chấm và thưởng thức. một hòa tan nước mắm, đường trắng, giấm vào nước ấm. hai thêm tỏi băm, ớt băm. Tiêu đen vào. 3. Nêm, nếm, nước chấm, cho vừa miệng, rồi thưởng thức cùng chả giò. Nutritin nâng. Caloric 295 kcal. Chi tiết, cách làm chả giò. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu cuốn chả giò. Khâu lựa chọn nguyên liệu rất quan trọng khi chế biến chả giò. Bởi món ăn này gồm nhiều loại thịt, rau, củ, gia vị, trộn lẫn với nhau từng nguyên liệu được lựa chọn kỹ, tư sống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sẽ tạo nên chả giò thơm ngon, an tâm khi thưởng thức. Bạn chọn mua vỏ nem rế, hoặc bánh tráng tía theo sở thích nhé. Chúng có bán sẵn ở cửa hàng đồ khô, tiệm tạm hóa, và trong siêu thị, nên rất tiện để bạn mua. Lớp vỏ này có tác dụng bao bọc, cố định phần nhân bên trong chả giò. Khi chả giò được tráng lên, lớp vỏ chả giò khi nhai, giòn giòn, đem lại cảm giác ngon miệng, thơm ngầy ngậy. So với vỏ nem rế, thì bánh tráng tía, bề ngoài chả giò dày hơn, khi rán lên, sẽ đậm màu hơn, giòn hơn. Đối với nhân chả giò thịt heo, thì bạn chọn mua phần nạc vai. Phần này khá dày dặn, ngọt, không quá nạc, cũng không quá mỡ. Bạn rửa sạch thịt heo, rồi băm nhuyễn. Bạn có thể xay thịt heo bằng máy xay, nhưng cần chú ý không xay thịt miệng quá. Bạn chọn mua tôm tươi sống. Sau khi mua về, bạn bóc vỏ, loại bỏ phần đầu, đuôi, sống lưng tôm, rồi rửa tôm sạch. Bạn băm nhỏ tôm cỡ bằng hạt lạc, rồi ướp một chút muối, để tôm sống không bị ương. Không nên băm tôm quá nhỏ, để sau này khi rán chả giò, có thể thấy rõ miếng tôm trắng giòn trong nhân chả giò. Nếu bạn sử dụng tôm khô, thì ngâm tôm khoảng 30 phút, rồi sửa sạch và băm nhỏ miếng dông, một nhĩ nấm hương ngâm trước khi sử dụng bạn kiểm tra ngoại quan nhé đồ khô này nếu có mốc mọt thì bạn không nên sử dụng bạn rửa sạch miếng dông, một nhĩ nấm hương rồi ngâm một lát cho mềm sau đó bạn thái nhỏ phần một nhĩ và nấm hương còn miếng dông, bạn thái dài chừng 2 cm đối với cà rốt củ đậu hành tây hành lá giá thì bạn bỏ vỏ bỏ rễ rồi rửa sạch để ráo nước bạn thái sợi cà rốt củ đậu còn hành tây hành lá thì bạn thái nhỏ cỡ hạt đậu giá thì bạn chỉ cần dùng tay vò hai ba lần cho mềm cho giá ra bớt nước mình khuyên các bạn nên thái rau củ nhé nếu đem xay thì khi trộn nhân chả giò chúng sẽ bị nát và chảy nước hơn nữa, hình dạng rau củ thái ra sẽ được nhìn rõ trong nhân chả giò sau khi rán chả giò, trông rất ngon miệng và thú vị. Nhiều người tò mò, họ sẽ đoán xem nhân chả giò bạn làm gồm những thành phần gì mà ngon thế. Trong chả giò của người miền Nam Việt Nam còn có khoai môn thái sợi, rồi đem chiên vàng lên để cho vào nhân chả giò, giúp chả giò đem lại vị bùi, thơm trong chả giò. Nếu thích thì bạn có thể chuẩn bị thêm khoai môn trong nhân chả giò. Bước 2, trộn và ướp nguyên liệu cuốn chả giò. Bạn chuẩn bị một chiếc bát hoặc âu trộn, rồi cho tất cả các nguyên liệu thịt, rau, củ đã cắt nhỏ vào trong âu. Rồi bạn cho các loại gia vị, hạt nêm, bột ngọt, tiêu vào âu. Bạn thêm hai quả trứng nữa. Bao gồm cả lòng trắng và lòng đỏ trứng sẽ giúp kết dính nguyên liệu và giúp phần nhân mềm hơn. Khi rán chả giò xong, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trứng bám lắm tấm vào các mảnh nhân bên trong. Bạn trộn đều hỗn hợp lên bằng đũa hoặc bằng tay có đeo găng tay nylon. Cần lưu ý, trộn nhân chả giò đến khi nhân tơi đều. Tránh trộn kỹ quá, làm nát nguyên liệu, phần nhân sẽ bị chảy nước. Nếu thấy nhân còn rời rạc hay còn khô thì bạn có thể trộn thêm một quả trứng nữa. Sau khi trộn xong, bạn để nhân chả giò nghỉ khoảng 5-10 phút để nhân chả giò ngấm gia vị. Bước 3, cuốn chả giò. Trước khi cuốn chả giò, bạn sờ tay vào phần vỏ để kiểm tra độ mềm. Nếu thấy nhân chả giò hơi khô thì bạn bôi một lớp nước đã pha giấm lên vỏ chả giò. Nước pha giấm vừa giúp làm mềm phần vỏ, vừa làm cho chả giò giòn hơn sau khi rán chả giò. Cuốn chả giò, thì chắc các bạn hay nấu nướng, không có gì xa lạ rồi. Nhưng, với những bạn lần đầu vào bếp, thì cũng cần chút khéo léo, để chả giò được đều đẹp, không vỡ, hay bung nhân chả giò, khi rán chả giò. Để cuốn chả giò, thì bạn thực hiện lần lượt theo từng bước, như sau. Bạn múc khoảng 1,5 thì canh nhân chả giò đã trộn đều, cho vào giữa gần mép cuối của vỏ nem, hoặc bánh tráng bạn cuộn về phía trước một vòng hoàn chỉnh bạn không cần cuộn nhân chặt quá để tránh rách vỏ chả giò khi ráng bạn nhẹ nhàng ấn hai đầu xuống và đẩy phần nhân gọn lại vào phía trong thành hình trụ tròn tiếp tục bạn gập hai bên của vỏ vào giữa và cuộn chả giò bạn cứ thế cuộn chả giò về phía trước đến khi hết vỏ lưu ý bạn úp phần mép vỏ xuống dưới để chả giò đã cuốn không bị bung ra lớp vỏ sẽ tự dính vào nhau. Nếu không dính, thì bạn quét lớp nước giấm mỏng vào mép vỏ. Bạn gói chả giò lần lượt, đến khi hết phần nhân chả giò trong Âu. Rồi đặt các cuộn chả giò đã cuộn vào đĩa, hoặc khay đựng. Bạn chú ý, đừng để quá lâu. Không cẩn thận, lớp vỏ sẽ bị mềm, dính vào đĩa, hay khay, thì rồi chả giò bong ra đấy. Bước 4, ráng chả giò, và hoàn thành bạn đặt chảo lên bếp và đổ dầu ăn từ từ vào chảo. Bạn ước chứng lượng dầu ăn, ngập ít nhất nửa cái chả giò, để khi rán chả giò sẽ giòn và nhanh chín. Có một bí quyết, để tránh dầu ăn nóng và hay bắn dầu lên khi rán, thì bạn nên tham khảo ngay để áp dụng. Bạn chà chanh vào đáy chảo, khoảng một phút trước, khi đổ dầu ăn vào vào chảo, bỏ một lát chanh tươi vào chảo, khi dầu đã nóng. Khi dầu ăn đã nóng, thì bạn dùng đũa, gấp từng chiếc chả giò vào chảo. Bạn đừng xếp nhiều chả giò vào chảo, trong một lần ráng. Bạn xếp chả giò cách xa nhau, để chúng không dính vào nhau, và dầu nóng tiếp xúc hết các mặt chả giò, để chả giò chín đều. Bạn lấy đũa, lăn chả giò trên chảo, để làm cho chả giò có hình dáng của chả giò tròn. Nếu bạn chỉ đặt chả giò vào chảo, rồi để như vậy, cho tới khi chả giò vàng một mặt, rồi mới lật mặt kia, thì chả giò sẽ bị bẹp, không đẹp mắt. Theo kinh nghiệm, thì chả giò rán hai lửa sẽ giòn hơn. Vậy nên khi lần đầu rán, lớp vỏ có màu vàng nhạt, thì bạn gấp chả giò ra để chả giò nguội. rồi lát sau, rán chả giò lần thứ hai, hoặc lưu trữ trong hộp kín để dùng dần. ở lần rán chả giò lần thứ hai, thì bạn rán chả giò đến khi chả giò có màu vàng nâu, gấp chả giò lên cảm giác chả giò giòn giòn. Ráng chả giò ở lửa hai, thì không cần cho nhiều dầu ăn vào chảo. Bạn gấp chả giò vào khay thủng, để chả giò ráo mỡ, hoặc để chả giò vào khay lót giấy thấm dầu. Chả giò ngon, chuẩn vị là, khi trông thấy chả giò, chúng ta chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức. Lớp vỏ vàng giòn rụng, bóng bẩy, cùng với phần nhân chả giò, đang xen vị ngọt của thịt, của rau củ. Chắc chắn sẽ thỏa mãn vị giác của cả người chế biến và người ăn. Bước 5. Pha nước chấm Chế biến chả giò hoàn hảo, nhất định phải pha nước chấm loại ngon. Mình hướng dẫn bạn cách pha cơ bản nhé. Bạn hòa tan nước mắm, đường trắng, giấm vào nước ấm với tỷ lệ 1, 1, 1, 5. Rồi bạn cho thêm tỏi băm, ớt băm, tiêu đen vào. Bạn nêm nếm lần nữa để điều chỉnh độ chua, mặn, ngọt theo sở thích nhé bạn có thể dùng nước đun sôi để nguội cũng được nhưng nước ấm sẽ giúp nguyên liệu tan nhanh hơn khi khuấy và giúp tỏi tiết ra tinh dầu nhiều hơn nếu thích chấm chả giò với nước chấm đặc và ngọt một chút thì bạn thêm đường thì bớt nước đi nhé cách làm chả giò và thưởng thức chả giò là một món ăn chính đầy đủ chất dinh dưỡng và có sắc vàng đẹp mắt khi được bày trong mâm cơm sẽ đem đến cảm giác đầy đặn, kích thích vị giác. Món ăn hợp với khẩu vị. Không chỉ cho người lớn mà các em nhỏ cũng dễ dàng ăn chả giò vì lớp nhân mềm, ngọt và lớp vỏ thì giòn giòn, thích thú. Một sự kết hợp rất chuẩn vị, được nhiều người yêu thích. Đó là chả giò ăn kèm với bún, rau sống và dưa món. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị món ăn cải thiện này cho gia đình nước chấm chua ngọt, ăn cùng với bún, chả giò giòn rụng, rau sống thanh đạm, dưa góp giòn, thật là ngon, hết ý. Nhắc tới chả giò có nhiều người nghĩ ngay đến cổ bàn, lễ Tết. Bởi món ăn này quá đổi quen thuộc. Trong những bữa cơm đãi khách, tụ tập đông người, thì chả giò luôn hiện diện. Chả giò tượng trưng cho sự cầu kỳ, chăm chút của người nội trợ khi thiết đãi gia đình và bạn bè món ăn ngon. Rất nhiều bạn, khi có kế hoạch tụ tập họ hàng, bạn bè hay khi chế biến món ăn ngày Tết thì cứ phân vân không biết làm món gì đây. Mình gợi ý một số món ăn truyền thống, dễ chế biến để các bạn làm nhé, xôi xéo, xôi gấc, nộm hoa chuối, thịt kho tàu, gà rang muối. Những món ăn này với cách làm chi tiết thật là ngon. Mình chia sẻ và hy vọng sẽ giúp các bạn đơn giản hóa phần nào trong việc nấu ăn. Thích, chia sẻ, và ủng hộ kênh Thân Chào. Anh Thu MC Jonien Podcast. Ngày, ngày 27 tháng 4, 2023.